Rồi ok, chào các bạn. Thì có bạn hỏi mình chứ, vì sao mà lãi suất khi mình vay lại 9.5 còn khi các bạn vay lại 20 chấm ha. Thì đây để mình vô mình làm video hướng dẫn và cụ thể nha. Ở đây mình vô app SaoBank, mình sẽ làm mẫu là vay 10 triệu thử cho bạn xem ha. Thì hiện tại số tiền vay mình sẽ chọn kỳ hạn là 6 tháng. Các bạn điền từng hạng mục giùm mình hết nha. Thì nó sẽ ra lãi suất ở bên dưới. Ở đây mình vô vay 6 tháng nó sẽ ra là 9.5. Đó. Rồi, các bạn sẽ chọn qua cái mục là nếu các bạn chọn 12 tháng đó thì bạn nhấp qua 12 tháng nè thì lãi suất nó lại khác nha, 10.5 nè đó, 18 tháng thì lãi suất khác 11 chấm đó, khi bạn chọn 24 tháng á, thì lãi nó lại khác nữa đó là 11.5. Thì thời gian nó càng dài càng lâu thì lãi suất nó càng cao nha. Đó thì mình sẽ làm mẫu là 6 tháng cho bạn xem, 6 tháng thì nó là 9.5 đó. Thì ở chỗ phương thức tính lãi nè, các bạn nhấp vô đó để các bạn kiểm tra hàng tháng của các bạn là bạn và trả bao nhiêu ha. Rồi thì tổng số tiền trong 6 tháng mình phải chịu lãi và gốc là 10 triệu 279.044 đồng ha. Trong 6 tháng mình chỉ mất có 279.044 đồng nha các bạn. Rồi thì các bạn lưu ý giúp mình đó, thì có thể lãi suất nó sẽ của mình nó sẽ khác so với các bạn nha. Tại mình làm bên ngân hàng, lãi suất các bộ viên thì nó sẽ khác hơn so với các bạn. Các bạn có thể kiểm tra kỹ ở cái chỗ mà 6 tháng để mình xem lãi suất của mình nha. Các bạn.